Công chúa Elsa xinh đẹp, hãy mèo theo ta về làm vợ của ta. Không bao giờ, ta sẽ không bao giờ làm vợ tên quái vật như ngươi đâu. Thơ Nguyễn, tớ cảm thấy tên quái vật này rất mạnh, tớ sẽ cầm chân hắn tại đây, cậu mau đi tìm người nhện, tớ giúp đỡ đi. Được, tớ đi ngay đây, cậu phải cẩn thận đấy Tiêu Bảo Bảo. He, chỉ là một tên lính quen mà cũng đòi cầm chân ta sao? Không chịu lời mòn của ta. Elsa, nếu cô chúa không đồng ý lấy ta thì đừng trách ta độc ác. Dừng tay lại Joker. Spider-Man, người hết lần này tới lần khác phá hoại kế hoạch của ta, hôm nay nhất định ta phải tiêu diệt ngươi. Hãy xem đây. Hay-ya. Haha, vô ích thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hãy xem đây. Em thua rồi. Đại ca người nhận anh minh thần võ ơi, tha cho em. Em thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu nữa đâu ạ. Dung Cúc đừng nghe lời hắn. Hắn là một tên tiểu nhân bị ổi, không có chuyện xấu nào mà hắn không làm. Lời thề của hắn hoàn toàn không đáng tin đâu. Elsa đừng lo, sức mạnh của ta bây giờ lớn hơn của hắn gấp trăm lần. Ta nghĩ ngươi thực sự đã hối cải, nên ta tha cho ngươi lần này. Nếu còn dám làm chuyện xấu, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Cút đi. Dạ vâng, em cút ngay đây ạ. Gừ, Spider-Man Dung Cúc, mỗi chục ngày hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải trả gấp trăm lần. Hãy đợi đấy. Thế nào Joker, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không nghe. Có phải đã bị thất bại thảm hại trước tên Spider-Man đúng không? Vô thứ Harry, không phải ngươi cũng rất thích tên Spider-Man đó sao? Nhưng hắn ta chỉ một lòng một dạ với công chúa Elsa thôi. Chi bằng chúng ta hãy hợp tác đi. Được, ta đã chế tạo thành công bộ giáp khắc tinh của Spider-Man, đó chính là Spider-Man Black. Chỉ cần ngươi mặc bộ giáp lấy lên người, ngươi sẽ có sức mạnh gấp trăm lần Spider-Man đỏ. Tuy nhiên, ngươi chỉ được phép đánh bại Dung Cúc và cướp Elsa thôi, tuyệt đối không được giết chàng. Ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo rồi, ha 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 ha. Joker, ngươi đúng là một tên tiểu nhân, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Dung Cúc hãy cẩn thận đấy, em thấy hôm nay hắn dám tới đây nhất định là hắn đã có âm mưu đen tối rồi. He he he, đúng vậy, ta dám tới đây thì tất nhiên có chuẩn bị rồi. Giờ đây ta không còn là Joker ngày hôm qua đâu, ta giờ đây đã mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Hãy xem sức mạnh mới của ta đây. Hay-ya. Cái gì, hắn có thể biến thành người nhện đen được sao? Hừ, dù ngươi có biến thành cái gì ta cũng không sợ đâu. Hãy xem đây. Hay-ya. Hả, hoàn toàn không si nhê về gì với hắn sao? He he he, ngươi giờ mới nhận ra sao? Hãy xem đây. Hay-ya. Dung Cúc có chuyện gì vậy? Là tên Joker, không biết hắn đã mượn ma thuật của ai có thể biến thành Spider-Man Black. Ta rất hối hận, hôm qua đã không nghe lời Elsa mà tha cho hắn. Không được, ta phải đi cứu Elsa ngay. Cậu ấy bị thương nặng quá đã ngất đi rồi, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ chúng ta hãy mau đưa cậu ấy đi chữa thương rồi nghĩ cách cứu chú Elsa sau. Elsa, Dung Cúc đã chết rồi, làm hãy ngoan ngoãn làm vợ của ta đi. Không bao giờ, ngươi nói nào, Dung Cúc chưa chết, nhất định chàng sẽ tới cứu ta. Đúng là Spider-Man chưa chết, tuy nhiên chàng sẽ không bao giờ tới cứu ngươi đâu, hãy xem đây. Phù thủy Harry, tại sao ngươi lại giả dạng làm ta? Rốt cuộc, ngươi có âm mưu gì? Ha ha ha, ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây với Joker đi. Còn ta từ bây giờ sẽ trở thành công chúa Elsa và sống với Spider-Man. Dung Cúc, cậu tỉnh rồi. Không được, ta phải đi cứu Elsa.
Jungkook, chàng không cần phải đi nữa đâu, ta đã trở về rồi đây. Elsa, nàng không sao chứ? Làm thế nào mà nàng thoát được tên Joker đâu vậy? Em đã giả vờ đồng ý lấy hắn, sau đó lừa hắn uống thuốc độc. Joker đã chết rồi, từ nay sẽ không còn kẻ nào ngăn cản hạnh phúc của chúng ta nữa đâu. Chúng ta hãy kết hôn đi. Kết hôn sao? Đúng vậy, chẳng lẽ chàng không muốn lấy em sao? Không phải, chỉ là mọi chuyện đột ngột quá. Ta đồng ý. Sao mình cứ cảm thấy có cái gì đó ngược ngược ấy nhỉ? Tiểu bảo bảo ơi, từ khi công chúa Elsa trở về, tớ thấy tính tình của công chúa rất là kỳ lạ. Tính khí thì nóng nảy, thường xuyên đánh đập người hầu kẻ hạ, lại còn rất kiêu ngạo nữa, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Tớ cũng thấy vậy, nhưng mà tớ nghĩ có lẽ là do công chúa Elsa bị Joker bắt đi nên tinh thần bị hoảng loạn, nên tính tình thay đổi vậy thôi. Sau khi kết hôn, nhất định công chúa Elsa sẽ trở lại bình thường thôi. Có lẽ tiểu bảo bảo nói đúng, mình phải tới nhờ bà Tân Velok, pháp sư giỏi nhất vương quốc. Có lẽ bà ấy sẽ giúp được công chúa Elsa. Bà nói sao? Công chúa Elsa bây giờ là công chúa giả mạo sao? Đúng vậy, ta đã dùng kính chiếu yêu và phát hiện ra đó là một phù thủy hóa thân thành. Tuy nhiên pháp lực của con phù thủy này rất là mạnh. Nếu vạch trần nó ngay bây giờ thì sẽ có rất nhiều phải bỏ mạng. Hơn nữa ta còn biết tên Joker vẫn còn sống và Spider-Man hiện nay không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta chưa vạch trần công chúa Elsa giả mạo này. Ta đã nghĩ ra một kế hoạch, bây giờ ta cần cháu giúp. Chúng ta sẽ làm như thế này. Công chúa Elsa, may quá, cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu. Thơ Nguyễn, mau về báo cho Jungkook, phù thủy Harry đã giả tặng năm tớ. Đừng lo, bọn tớ đã biết rồi. Đây là viên thuốc giả chết, cậu hãy uống nó đi, sau đó chúng ta sẽ làm như thế này. Hả, Elsa, có chuyện gì vậy? Joker ơi, phù thủy Harry sợ em còn sống sẽ phá hoại kế hoạch của mụ ta, nên nhân lúc chàng không có nhà đã hãm hại em. Hãy báo thù cho em. Không, Elsa, là đừng chết. Hừ, một vụ tuổi Harry khốn kiếp dám giết công chúa Elsa của ta, ta sẽ báo thù. Elsa ơi, nguy rồi. Có chuyện gì vậy thơ Nguyễn? Tên Joker đó chưa chết, hắn luôn miệng nói Elsa đã chết, đang muốn giết Jungkook để báo thù. Tớ nghe mà chẳng hiểu gì cả. He he he, tốt quá, nếu Elsa chết rồi thì từ nay Jungkook sẽ thuộc về ta mãi mãi. Nhưng trước hết phải tiêu diệt lốt tên Joker phiền phức này, nếu không hắn sẽ làm lộ kế hoạch của mình mất. Jungkook ơi, nguy rồi, tên Joker vẫn còn sống. Không hiểu sao hắn nghĩ em đã chết và đang muốn giết chàng. Đây là viên thuốc biến hình em đã ăn trộm được khi bị hắn bắt. Trong lúc hắn ngủ mê còn nói viên thuốc này có sức mạnh rất vô cùng to lớn, chàng hãy uống nó đi. Được, hãy đưa đây cho ta. Wow, quả là thần kỳ. Ta cảm thấy có một lần sức mạnh vô cùng to lớn. Jungkook, hãy chết đi. Hãy ya. Hả, tại sao ngươi lại không bị sao? Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Giờ đây ta đã biến thành Spider-Man Green. Sức mạnh của ta đã mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Hãy xem đây. Hãy ya. Hay quá Jungkook ơi, chàng đã thắng rồi. Chúng ta hãy mau kết hôn đi. Không được Jungkook, đừng nghe mụ ta. Mụ ta chính là phù thủy Harry đấy. Cái gì? Elsa, ngươi vẫn chưa chết sao? Đúng vậy, đó chỉ là kế hoạch của bọn ta mà thôi. Kính chiếu yêu. Gừ, tức quá. Dám phá hỏng kế hoạch của ta, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Hay à! Phù thủy Harry, hãy đền tôi đi. Hay ya. Cuối cùng phù thủy Harry và Joker đã bị tiêu diệt. Mọi người sống hạnh phúc mãi mãi.
Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Để chiến thắng Spider-Man Black, Jungkook đã biến thành đáp án A, Spider-Man Green, đáp án B, Spider-Man Red, đáp án C, Spider-Man Blue, và đáp án D, Spider-Man Yellow. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.